Năm nay không biết Gam hay Falcon hay gì, tới đất chi tiền đi bootcamp không, đi hàng bootcamp không. Cái vụ ở Gaming House của team LCK là bữa đơ lúc mà Gam đi chung với thế giới có qua Gaming House của bên Lip Sandbox rồi á, là giống như là người ta sẽ cho mình thuê cái phòng chain của người ta, hay là nó có hai phòng chain, là phòng chain riêng của tụi nó, xong rồi tụi nó làm một cái phòng riêng nữa để dành cho ai bootcamp mà ví dụ như mỗi tháng trả nó mấy trăm triệu, mỗi tháng trả cho nó 50 triệu hay 100 triệu gì đó, nó sẽ cho bao ăn hay là bao ở luôn. Mà Việt Nam mình chắc không ai đầu tư đâu cũng hơi nặng tiền á. Không mà vé máy bay qua Hàn thì rẻ, vé máy bay qua Hàn như có mấy triệu à, vé máy bay qua Hàn là như 5-6 triệu gì đó, nhưng mà mỗi lần bay qua nguyên team là phải 10 người, ít 50 triệu tiền mỗi tháng cho 100 triệu nữa, nặng túi á. Chắc Việt Nam mình không có ai đầu tư tới cỡ đó đâu. Đánh như Lila mấy ông cứ quýnh vô đầu nữa thôi, kệ nó phải farm á, mà tầm đánh nó ngủ mà cứ quýnh vô đầu nó hoài. Mọi lần nó đánh lính là mình đánh á, xong rồi mình mà còn nửa cây mình bơm mình máu lên. Ta đi ra trong bụi á. Xin đen cái ông. Xin đen đâu trời. Để quay lại luôn cho reset quay lại, không rồi nó đóng băng. Quát lên thì thằng lên mình không được farm. Hai cặp bỏ thằng quát lên luôn á. Gái chuẩn bị đi qua nè. Đen. Yeah.
cười. Chết luôn. Dạ bấm sớm. Hai bấm sớm vậy ta. Thôi đẩy lính lên, đừng về mà tìm nó dưới kìa. Sao về vậy? Cái quả này tìm nó dưới là mình phải đẩy lại lấy trụ chứ. Đúng rồi, lại đi. Rồi, xin ra đếm mít giùm luôn. Rồi, rồi, có content, có content, có content. Tại ra đâu, tại đi ra đâu. Không có content rồi. Tại ra chạy ra đây là có content nè. Một giây à. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Oh no 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 no. Trời ơi, chạy tới không kịp nhà luôn chứ. Ờ kịp. Boom.